Kính thưa quý vị, Bộ Công an Việt Nam đang điều tra việc chi tiền hỗ trợ COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Công an đang thực hiện việc xác minh điều tra việc thực hiện một số chế độ và chính sách đặc thù phục vụ công tác chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 9 tháng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu thuộc Bộ Công an Việt Nam đã có văn bản gửi cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp cung cấp tài liệu liên quan tới việc hỗ trợ người dân nghèo khó khăn trong đợt dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Và theo đó, Bộ Công an Việt Nam đang điều tra xác minh việc thực hiện một số chế độ chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn. Để phục vụ công tác điều tra thì cơ quan điều tra đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành phối hợp và cung cấp các tài liệu liên quan. Trong đó, Bộ Công an đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cung cấp nội dung và kết quả thực hiện tới nay đối với việc thực hiện chế độ và chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng và chống dịch COVID-19, hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn theo nghị quyết số 9 vào ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp kết quả thanh tra đối với việc thực hiện chế độ và chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng và chống dịch Covid-19, hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch Covid-19 trên địa bàn Sài Gòn và các vụ việc sai phạm bị đã phát hiện và cũng như là các kết quả xử lý.